dung và gia Tuấn Xin kính chào quý vị xin cảm ơn quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ ba ngày 1 tháng 8 năm 2023 và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin thế giới Vâng kết thúc quý vị để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới Ngân hàng Credit Suisse chuẩn bị quá trình thanh lọc đội ngũ. Nhật báo Handelsblatt của Thụy Sĩ vừa đưa tin hàng trăm nhân viên phụ trách mảng đầu tư của Ngân hàng Credit Suisse sẽ sớm bị sa thải trong bối cảnh ngân hàng lớn nhất của nước này UBS bắt đầu quá trình sáp nhập hai ngân hàng. Báo Handelsblatt đã cho biết quá trình chuyển giao đang bắt đầu. Trong những ngày tới thì hàng trăm nhân viên của Credit Suisse sẽ nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng. Cũng theo báo này, thì các nguồn tin cho biết, giám đốc điều hành Sergio Amorti của UBS muốn đẩy nhanh quá trình giải quyết những vị trí trùng lấp trong hoạt động của hai ngân hàng. Tháng 3 vừa qua, UBS đã đồng ý mua Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ theo thỏa thuận với trị giá 3.2 tỷ Mỹ Kim. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền của Thụy Sĩ sẵn sàng thay đổi luật để bỏ qua một cuộc bỏ phiếu của cổ đông về giao dịch khi các bên phải gấp rút hoàn tất thỏa thuận trước thời hạn chót. Truyền thông của Thụy Sĩ dự báo vụ sắp nhập có thể dẫn tới quyết định sa thải từ 30.000 cho đến 35.000 việc làm trên toàn thế giới. Và kính thưa quý vị, Đan Mạch cân nhắc giới hạn các vụ biểu tình có tính xúc phạm trong thời gian vừa qua, thì các vụ biểu tình và đốt kinh Koran ở Đan Mạch và Thụy Điển đã làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa các nước ở khu vực Trung Đông theo Đạo Hồi và hai quốc gia Bắc Âu này. Nhiều quốc gia ở Trung Đông đã triệu phái viên của cả Đan Mạch và Thụy Điển tới để lên tiếng phản đối. Trong diễn tiến mới nhất, thì hãng thông tấn quốc gia Liban vào ngày 31 tháng 7 đưa tin chính phủ của Liban sẽ đình chỉ hợp tác với Thụy Điển và Đan Mạch để phản đối hành vi bán bộ kinh Koran ở hai quốc gia Bắc Âu này. Trước bối cảnh đó, thì chính phủ Đan Mạch thông báo sẽ nghiên cứu các biện pháp pháp lý để chấm dứt các vụ biểu tình có hành động đốt các sách thành phần tôn giáo trong một số trường hợp. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đan Mạch lưu ý rằng, các phần tử cực đoan đang tìm cách dàn dựng những vụ biểu tình như trên, buộc Copenhagen phải nghiên cứu về việc can thiệp những tình huống mà các quốc gia, nền văn hóa hay là tôn giáo khác đang bị xúc phạm. Và khi vấn đề này có thể dẫn tới những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng cho Đan Mạch, nhất là về vấn đề an ninh. Chính phủ quốc gia Bắc Âu này đánh giá, các vụ biểu tình đã tới mức độ mà nhiều nơi trên thế giới đã coi Đan Mạch là một quốc gia xúc phạm và bôi nhọ tôn giáo, cũng như là truyền thông của các quốc gia khác. Theo nhận định, thì mục đích chính của những hành động như vậy nhằm khiêu kích và dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Đan Mạch và Thụy Điển đã khẳng định phản đối việc đốt kinh Koran, song không thể ngăn chặn các hành vi này do luật hiến pháp bảo vệ quyền tự do nguồn luận. Trong khi đó, Israel không nhượng bộ vấn đề Palestine trong quan hệ với Saudi Arabia. Bộ trưởng Sứ mệnh Quốc gia của Israel, Bộ phụ trách các vấn đề về định cư và người Do Thái, bà Oritz Struck vào ngày 31 tháng 7 tuyên bố chính phủ của nước này sẽ không nhượng bộ về các vấn đề Palestine trong các cuộc đàm phán thiết lập quan hệ chính thức với Saudi Arabia. Phát biểu trên đài phát thanh Khan, khi được hỏi liệu Israel có chấp nhận một số nhượng bộ trong chính sách về Palestine để nhận được sự đồng ý thiết lập quan hệ từ Saudi Arabia hay không, bà Struck đã khẳng định như sau: Chắc chắn chúng tôi không chấp nhận một điều kiện như vậy. Chúng tôi đã rút người. Chúng tôi đã ngưng xây dựng ở bờ Tây. Đây là sự đồng thuận trong toàn bộ liên minh cánh hữu. Israel đang muốn thiết lập quan hệ với Saudi Arabia, nhưng Riyadh đã nhiều lần nói rõ để có được điều này trước hết thì Tel Aviv phải giải quyết xong các vấn đề về Palestine. Trước đó, thì Hoa Kỳ đã tăng cường thúc đẩy quan hệ giữa Saudi Arabia và Israel sau những thành công của Hiệp định Abraham đây là sáng kiến do cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra nhằm để thuyết phục các nước Ả Rập công nhận nhà nước do Thái. Mặc dù Israel và Saudi Arabia từ lâu đã duy trì liên lạc thường xuyên ở cấp độ không chính thức, song Riyadh vẫn từ chối công nhận Israel liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông. Trước đó, thì Ngoại trưởng Israel Lakhir Lapid vào ngày 30 tháng 5 cho biết, để đạt được một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia, là cả một tiến trình dài và thận trọng. Ông Zelensky cảnh báo Nga lại tấn công lưới điện của Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết, ông tin rằng là Nga sẽ nối lại các cuộc tấn công vào lưới điện của Ukraine khi mà thời tiết trở lạnh vào cuối năm nay. Rõ ràng là vào mùa thu này và mùa đông, kẻ thù sẽ cố gắng lặp lại những hành vi khủng bố nhằm vào ngành năng lượng của Ukraine. Chúng ta nên sẵn sàng cho điều đó trong mọi trường hợp, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói với các viên chức cấp cao của chính phủ cùng với các viên chức an ninh và khu vực. Tổng thống Zelensky cho hay, chính phủ, các viên chức an ninh và nhân viên năng lượng đang nỗ lực bảo vệ hệ thống điện khỏi những thiệt hại về vật chất, các hành vi phá hoại hay tấn công mạng. Ông nói thêm rằng, mọi thành phố và thị trấn ở Ukraine nên sẵn sàng giải quyết các trường hợp khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng gần 40% hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị hư hại trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào mùa đông vừa qua, khiến cho hàng loạt thành phố của nước này để chìm trong bóng tối và lạnh giá. Trong khi đó thì Kiev gọi đây là chiến lược cố ý gây hại cho dân thường, Nga thì lại cho rằng họ tiến hành các cuộc tấn công nhằm là làm giảm khả năng chiến đấu của Ukraine. Từ khi mà thời tiết ấm áp trở lại, các cuộc tấn công từ Nga nhằm vào các hạ tầng cơ sở năng lượng của Ukraine đã giảm bớt. Quay sang bản tin tiếp theo cho hay lính Wagner đã áp sát biên giới. Theo Thủ tướng Ba Lan Miusz Morawiecki, một nhóm hơn 100 lính Wagner đã tiến sát khu vực Suwalki Gap, một dãy lãnh thổ chiến lược của Ba Lan. Khu vực này là một dải lãnh thổ chiến lược của Ba Lan nằm giữa Belarus và Kaliningrad, vùng lãnh thổ nằm tách biệt của Nga. Bây giờ tình hình thậm chí còn trở nên nguy hiểm hơn. Đây chắc chắn là một bước tiến tới một cuộc tấn công hỗn hợp hơn nữa vào lãnh thổ Ba Lan. Ông Morawiecki đã nói như trên với các phóng viên. Các tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan đến một nhà máy sản xuất vũ khí ở Gliwice, miền nam của Ba Lan, nơi mà xe tăng Leopard và quân đội Ukraine sử dụng đang được sửa chữa. Những nỗi lo lắng về lực lượng Wagner đối với Ba Lan, một quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu, đã nhen nhóm kể từ khi nhóm lính đánh thuê này di chuyển sang Belarus sau cuộc nổi dậy ở Nga. Vùng biên giới Ba Lan và Belarus đã trở nên căng thẳng trong vài năm qua, kể từ khi một lượng lớn người nhập cư Trung Đông và Châu Phi tìm đường vào Liên Âu bằng cách đi qua Ba Lan cũng như là Lithuania. Và kính thưa quý vị, Bộ trưởng của nước Ý cho biết, tham gia vành đai và con đường là sai lầm trả lời tờ báo korea della Sera mới đây thì bộ trưởng quốc phòng của nước ý là ông guido crosato đã cho rằng tham gia sáng kiến vành đai và con đường của trung quốc là một quyết định thiếu chuẩn bị và sai lầm nó không làm được gì nhiều để thúc đẩy xuất cảng của nước ý sang trung quốc trong khi lại giúp tăng xuất cảng từ trung quốc sang ý ông crosato đã nhận định như vậy bộ trưởng crosato và nhiều người khác trong chính quyền của nước Ý hiện đang tìm cách thoát khỏi thỏa thuận do chính phủ tiền nhiệm ký kết. Vấn đề hiện nay đó là làm sao để rút khỏi sáng kiến vành đai và con đường mà không làm tổn hại đến quan hệ với Bắc Kinh, bởi vì Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh nhưng cũng là đối tác. Bộ trưởng Crosetto đã nói thẳng như vậy. Sau cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden vào cuối tuần vừa qua, Thủ tướng của nước Ý là ông Giorgia Meloni cho biết. Chính phủ của bà có thời hạn đến tháng 12 để quyết định sự tham gia của Ý trong sáng kiến Vành đai và con đường. Bà cho rằng, Ý có thể có quan hệ đối tác và quan hệ đối tác thương mại tốt với Trung Quốc, ngay cả khi mà không ở trong sáng kiến này. Băng tan ở Nam Cực đã gần bằng diện tích của Argentina. Khi Bắc Bán Cầu đang oi ả trước đợt nắng nóng kỷ lục của mùa hè, thì ở bên kia phía Nam, dưới cái lạnh của mùa đông, một kỷ lục khủng khiếp khác về biến đổi khí hậu lại được phá vỡ. Các tảng băng Nam Cực đang suy giảm đến mức chưa từng thấy vào thời điểm này trong năm nay. Hàng năm thì băng Nam Cực sẽ co cụm lại ở mức thấp nhất đến cuối tháng 2, xuyên suốt mùa hè trên lục địa. Sau đó thì băng sẽ được hình thành lại vào mùa đông. Năm nay thì băng đã không trở lại gần mức mong muốn. Trên thực tế thì lượng băng đang ở mức thấp nhất tại thời điểm này trong năm, từ khi các dữ kiện bắt đầu được thu thập cách đây 45 năm. Diện tích băng đang là 1.6 triệu km vuông, tức là 0.6 triệu dặm vuông còn thấp hơn mức thấp kỷ lục vào mùa đông của năm 2022, theo dữ kiện từ Trung tâm Dữ liệu Băng Tuyết Quốc gia. Hồi giữa tháng 7, Lượng băng của Nam Cực ở mức là 2.6 triệu km vuông, tức là 1 triệu dặm vuông, thấp hơn cả mức trung bình trong khoảng năm 1981 đến năm 2010. Đây là diện tích gần tương đương quốc gia Argentina hoặc là các tiểu bang Texas, California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah và Colorado gộp lại. Nam Cực là một lục địa tách biệt phức tạp, không giống như Bắc Cực, nơi mà lượng băng luôn luôn có nhiều có chiều hướng suy giảm trước khủng hoảng biến đổi khí hậu. Băng ở Nam Cực đã từ ở mức cao xuống thấp kỷ lục trong vài thập niên trở lại đây, khiến cho các khoa học gia đau đầu về cách phản ứng của lục địa này trước hiện tượng nóng lên toàn cầu. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến thế giới. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.